Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhé. Thì trong video này thì mình sẽ lại lên cho anh em thêm một con hũ tiềm năng nữa để anh em có thể gia tăng cái sự lựa chọn của anh em lên. Ok là anh em, thì ngày hôm nay sẽ quay trở lại với con Barbarian này đi. Một con game mà tôi nghĩ là lại chưa con game nào mà nó lại giống như con game này cả. Ăn rất là bền, nhất là bền để anh em vào anh em săn hũ, săn red boss này. Thứ hai nữa là nó có một cái kiểu tính mẹ vòng quay free nó rất là đặc biệt. Phải ăn liên tiếp 8 lần mới được vòng quay free anh em ạ. Nhưng mà con game này nói 8 lần thì có thể nhiều anh em nghĩ là nó khó đúng không? Nhưng mà riêng con này thì 8 lần với con game này nó dễ thôi, nó không khó đâu. Thì ngày hôm nay sẽ lại cùng anh em test nhân phẩm trên con Barbarian này nhá. Và nếu như hay thì anh em có thể tham khảo và anh em chơi cho con hũ này. Anh em nào mà nhận được cái lọc tiền lọc mà nói chung là con game này nó sẽ phù hợp với những anh em nào đang muốn xoay vòng vốn để anh em rút tiền. Đấy. Ông nào mới đặt tiền mà kiểu gì cũng sẽ có cái tiền thưởng free đúng không? Và cái tiền đấy thì nhà cái nó sẽ yêu cầu anh em phải chơi trong vài vòng quay. Nhất là chơi trong vài vòng để là hợp pháp hóa cái tiền thưởng đi này. Thứ hai là hoặc là sẽ anh bắt anh em chơi trong khoảng bao nhiêu tay hoặc là anh em xoay vòng bao tiền thì anh em mới rút được. Thì, với con Barbarian này thì anh em chơi thì sao mất nhớ nhỉ? Với con Barbarian này thì anh em chơi thì nó sẽ có tỷ lệ lỗ rất là cao nhá và anh em hồi vốn sẽ rất là tốt. Đấy. Thì hồi vốn tốt như vậy thì nó sẽ khá là hợp với những anh em đang muốn xoay vòng vốn để anh em rút tiền. Đấy, nó sẽ ăn được nhiều nhiều như này này, ăn nhiều nhiều cái này và tính ở bên này sang nó sẽ được thụt từ trên xuống dưới anh em nhá. Và khi nó thụt từ trên xuống dưới này thì ở đấy có khả năng cao, một được luôn anh em ơi. Ê, ông nào cứ bảo là khó đi mẹ vào phát được luôn cái vòng quay free anh em ạ. À, quá là tuyệt vời luôn đấy, nó chỉ cần như thế thôi anh em, không cần nhiều, quá là ngon luôn. Vừa vào phát đã làm ngay một cái vòng quay free rồi. Cứ nói 8 lần nó khó nhưng mà tôi thấy nó bình thường. Nói thì là khó nhưng mà làm thì lại dễ. Bình thường thì nói thì dễ, làm là khó đúng không? Đấy, vừa vào phát được ngay ăn 8 lần liên tiếp là đã có ngay vòng quay free rồi. Con này chỉ nhược điểm của nó là mỗi một cái là mỗi lượt lượt ăn của nó hơi ít thôi. Nhưng nó sẽ được ăn nhiều lần anh em nhé. Có nghĩa là nếu như anh em ăn hàng đầu tiên này thì nó sẽ giật 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 xuống và ăn được 3 lần liên tiếp. Đấy. Nếu như mà đen thì ăn được 1-2 lần. Thế là cũng là một cái kiểu ăn mà khá là hay, khá là hay đẹp nhá. Và đặc biệt từ trước đến giờ tôi chỉ thấy mỗi con Barbarian này là nó có cái kiểu ăn này thôi, chứ những con hũ khác chủ yếu là sẽ theo hàng ngang hoặc theo hàng cột dọc là hết, chứ nó không có nào nó đặc biệt như con hũ này cả. Anh em cùng tôi theo dõi xem ngày hôm nay liệu tôi đạt được mấy lần quay free anh em nhé. Hy vọng là được khoảng 2 lần là ngon, 2 lần, 2 lần, 3, 2, 3 lần là ngon. Đỏ thì 2, 3 lần là chuyện bình thường anh em ơi, chứ còn đen thì chắc chỉ được mỗi lần này thôi. Chắt chiu cơ hội, kiếm càng nhiều càng tốt. Tầm này thì cứ kiếm càng nhiều càng tốt anh em ạ. Ui, view này không được lỏ lỏ rồi. Đấy, làm thêm 200k nữa, vậy là ngày hôm nay lãi ra đâu đó khoảng 800k rồi. Với con Barbarian này thì anh em kiếm 500 một ngày hay 500 một mờ một ngày là rất là dễ anh em nhá, một phiên nhá. Anh em thấy không? Làm ngay một mờ anh em nhá, thơm như muối mít. Để xem may mắn có đến nữa không, để làm thêm cái vòng quay free nữa nào. Một phát này, hai phát này, ba phát này, ba phát anh em ạ. Rồi chúng ta lại tập đếm tiếp thôi, con game này phải tập 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 đếm liên tục. Một phát không được ăn mà thấy không thơm rồi đấy. Nhưng con chơi con game này phải chắt chiu từng tay một anh em ạ, một tay không được ăn là đã thiệt hại khá là lớn rồi. Ăn ui được ba thôi. Đấy, nếu như tôi mà phải xoay vòng vốn thì từ nãy giờ tôi cũng đã xoay vòng được đâu đó khoảng 3M rồi đúng không anh em? 3M rồi. Thì em nạp hẳn 10M thì anh em mới được lãi 2M, vậy thì
Từ hiện giờ nếu như anh em là muốn xoay vòng vốn trong khoảng độ 2M, 3M trở xuống là hoàn toàn có thể xoay vòng được rồi, và anh em lại có thể rút tiền ra được rồi, đúng không? View này, ngon này. Bốn rồi, 5 rồi, 6, ôi giời ơi, mới có 5 anh em ơi. Lên 6, 7 cơ. Vẫn là hơi thiếu một tí may mắn anh em ạ. Một này, mới ăn được một phát mà đã dừng rồi. Yếu sinh lý thế nhỉ, mạnh mẽ lên chứ. View đằng sau này dài quá. Will phải ở đầu này thì mới ngon anh em ạ. Will ở đầu này chắc chắn là sẽ được ăn này. Tại vì cái con Barbarian này thì biểu tượng để ăn nó rất là ít. Và gần như là nếu như trong có biểu tượng là gần như là sẽ được ăn. Thì để ăn được ăn nó rất là cao. Ba này, ba 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 rồi. Ba rồi. Mới là ba thôi anh em ạ, vẫn không lên được 45. Đây rồi, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, rồi, 5 này, 6 này, tiếp đi, 7, ui, nhiều cái này như này mà không lên được, quá là phí luôn anh em ạ. Ôi đây rồi, nhiều view lắm, 1 này, 2 này, 3 này, vẫn là 3 thôi anh em ạ, dừng lại ở 3. Vẫn là dừng lại ở 3, vốn vẫn duy trì ở mức ban đầu ngày hôm nay chơi, nó không có lãi rồi. Và thôi không sao. Đấy, đấy là cái nếu như mà xoay vòng vốn thì anh em hoàn toàn anh em có thể chơi con game này để anh em xoay vòng vốn, anh em rút tiền nhé. Một con game khá là phù hợp với những anh em nào đang muốn xoay vòng. Ui cái nữa. Cái nữa ui đến 7. Đến 7 không được anh em ạ. Ok là anh em, thì giới thiệu cho anh em con hũ này để anh em có thể thêm một sự lựa chọn nữa thôi. Video của tôi xin phép được dừng lại ở đây thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.